Sáng nay ngày 4 tháng 8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân được quy hoạch trên diện tích gần 1.000 hectare do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư với vốn đầu tư dự kiến 35.000 tỷ đồng, khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án được xúc tiến từ năm 2011 sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và công ty cổ phần Vinpearl ký kết thỏa thuận nguyên tắc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và công ty cổ phần Vinpearl tổ chức lễ công bố khởi động dự án. Dự án chia làm 6 giai đoạn, hoàn thành trong 5 năm kể từ ngày khởi công. Hiện chủ đầu tư muốn điều chỉnh dự án từ khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân thành khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Tuy nhiên, việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án Làng Vân phải thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật về quy hoạch, gồm các bước điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết dự án, trong đó có xác định phần đất ở để hình thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị có nhà ở có diện tích đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chung được phê duyệt. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên vẫn chưa đạt được tiến độ đề ra. Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án thời gian qua, cũng như các vướng mắc phát sinh. Đây là một trong những dự án động lực trọng điểm nhưng mà nó cũng khá là phức tạp, kéo dài rất là nhiều năm rồi. Chúng ta phải tập trung tháo gỡ, thúc đẩy cái khu vực này lên cùng với cái cảng Liên Chiểu. Thì đây là hai cái dự án có tính chất động lực, nếu chúng ta làm được đấy thì bộ mặt không chỉ là bộ mặt của Liên Chiểu đâu mà bộ mặt của thành phố của chúng ta là nó sẽ thay đổi một cách nó căn bản. Một trong bốn cái trụ cột mà hiện nay chúng ta đang định hướng lên thì cái trụ cột phát triển du lịch và bất động sản du lịch là một trong những trụ cột chính, nên là chúng ta không tạo ra những cái sản phẩm mới thì sẽ khó mà khẳng định được các cái giá trị về mặt dịch vụ du lịch của chúng ta được. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm có tính chất động lực cho sự phát triển kinh tế du lịch của thành phố, vì vậy cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dự án triển khai đúng tiến độ, tuy nhiên cũng phải chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đang tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.